Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong buổi khánh thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Campuchia ở vườn quốc gia Priya Suramarit, Ko Samak Kirirom, Thủ tướng Hun Manet đã nói về thời điểm khởi động dự án kênh đào Phu Nam Teco, đồng thời tiết lộ siêu dự án này sẽ có sự tham gia và đầu tư từ phía Trung Quốc. Thủ tướng Hun Manet công bố thời điểm động thổ kênh đào Phu Nam nói về sự tham gia của Trung Quốc. Hermes đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã tuyên bố rõ ràng rằng dự án kênh đào Phunam Teco sẽ khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2024. Tuyên bố này được ông Hun Manet đưa ra trong buổi lễ khánh thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Campuchia ở vườn quốc gia Ria Suramaris Kosamat Kirirom, huyện Phnom Surok, tỉnh Kampong Spu, sáng 30 tháng 5 thủ tướng campuchia cũng cho biết thêm rằng kênh đào phù nam techo sẽ được xây dựng trên lãnh thổ campuchia để phục vụ lợi ích của người dân campuchia và phần lớn vốn đầu tư cũng là của người campuchia ông hun manet phát biểu chúng tôi sẽ không trì hoãn công việc này nữa khi việc xây dựng kênh đào này bắt đầu hầu hết người dân campuchia của chúng tôi sẽ tham gia tất nhiên chúng tôi đang đàm phán với một công ty đầu tư của trung quốc để họ cung cấp công nghệ và một số khoản đầu tư chúng tôi sẽ động thổ dự án này vào tháng 8. Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdet Hun Sen đã hối thúc việc xây dựng kênh đào Phù Nam Tôi đề nghị tân Thủ tướng và Chính phủ Campuchia không nên chờ đợi quá lâu, nếu có thể hãy động thổ sớm. Chúng ta cần phải suy nghĩ cho nền kinh tế của mình. Đồng thời, hôm 25 tháng 5, ông Hun Sen cũng khẳng định, quyết định khi nào động thổ xây dựng dự án Phù Nam Teco là đặc quyền của Thủ tướng Hun Manet. Dự án kênh đào Phù Nam Teco dự kiến dài 180 km, đi qua 4 tỉnh của Campuchia, là Kandan, Takel, Kampot và Kep. Kênh đào rộng 100m ở thượng nguồn và 80m ở hạ nguồn, có độ sâu 5,4m. Kênh có hai làng để tàu thuyền tránh nhau an toàn. Dự án dự kiến sẽ xây dựng trong 4 năm và đi vào hoạt động từ năm 2028, với chi phí khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam và Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin trên nhiều lĩnh vực, trong đó có dự án kênh đào Phù Nam Teco cũng như nghiên cứu về tác động xuyên biên giới của dự án. Qua đó, bảo đảm lợi ích hài hòa của các quốc gia và người dân sinh sống ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông Mekong. Việt Nam mong muốn Campuchia sớm cung cấp thông tin tham gia nghiên cứu chung về tác động dự án kênh đào Phù Nam Teco. Trước đó, khi có thông tin Campuchia sẽ xây dựng kênh đào Phu Nam Teco, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên Đại học Cần Thơ cho biết, kênh Phu Nam Teco khi hình thành chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng thế nào còn phụ thuộc vào quy mô và mục đích sử dụng của phía hình thành xây dựng dòng kênh. Mặt khác, theo tiến sĩ Tuấn, điều đáng quan tâm là đoạn 1 của kênh kết nối sông Mekong sông Tiền đến sông Hậu, sau đó mới tiếp tục đào ra hướng Vịnh Thái Lan. Nước bạn lấy lý do phát triển giao thông nhưng rất có thể sẽ sử dụng nhiều nguồn nước cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp. Trong cơ cấu lượng nước sông Mekong sông Tiền chiếm 90%, sông Hậu 10%, vì thế lượng nước từ sông Hậu không đủ nên dự án mới có đoạn kênh đào nối thông với sông Tiền. Điều này sẽ dẫn đến việc chia lại nguồn nước giữa hai dòng sông nói trên trước khi chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Tùy lượng nước đổ về sông Hậu nhiều hay ít khi vào tỉnh An Giang sẽ có tác động gây nên sạt lở từ địa phận thành phố Châu Đốc đến huyện Châu Phú, ngã ba với sông Vàm Nao. Vì đoạn sông này nhỏ, bề ngang chỉ vài trăm mét. Từ đó vai trò điều tiết nước của sông Vàm Nao nối sông Tiền và sông Hậu bị ảnh hưởng kéo theo nhiều vấn đề liên quan. Theo Ủy ban sông Mekong Việt Nam, dự án kênh đào Phù Nam Techo của Campuchia sẽ nâng cấp và cải tạo 180 km tuyến kênh sông bao gồm đoạn thứ nhất chiều dài khoảng 20 km nối sông Mekong với sông Bát Sát, đoạn thứ hai tiếp tục chảy dọc theo sông Bát Sát đến điểm kết nối với kênh giao thông thủy từ sông Bát Sát ra cảng kẹp, chiều dài khoảng 30 km, và đoạn thứ ba dài 130 km nối sông Bát Sát tại điểm cách biên giới Việt Nam-Campuchia khoảng 20 km với cảng kẹp của Campuchia. Phía Campuchia thông báo các đoạn kênh này được thiết kế với kích thước đủ lớn, bề rộng đáy kênh 50m, bề rộng mặt kênh từ 80-120mm, và chiều sâu mực nước trong kênh 4,7m để các tàu tải trọng đến 1.000 tấn có thể đi qua. Dự án sẽ xây dựng 3 cống Âu Thuyền để điều tiết dòng chảy, duy trì sự ổn định của mực nước trong kênh giao thông thủy và chống xâm nhập mặn. Các cống này có chiều dài 135m, chiều rộng 18m, độ sâu 5,8m, Bên cạnh các hạng mục công trình trên, dự án cũng tiến hành xây dựng 11 chiếc cầu giao thông dài 161 m rộng 12 m bắt qua tuyến kênh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dự kiến dự án sẽ được khởi công trong năm 2024 và hoàn thành vào năm 2027, với tổng lượng hàng hóa lưu thông qua tuyến đường thủy mới này là 7 triệu tấn một năm. Trên cơ sở nghiên cứu các thông tin thông báo về dự án cho Ủy hội sông Mekong quốc tế của Campuchia, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã trao đổi song phương với phía Campuchia ở các cấp để nêu quan ngại của Việt Nam về tác động của dự án tới đồng bằng sông Cửu Long và đề nghị phía Campuchia chia sẻ các thông tin chi tiết về dự án, bao gồm báo cáo khả thi dự án, tiến hành nghiên cứu chung về tác động của dự án, áp dụng hướng dẫn đánh giá tác động xuyên biên giới của Ủy hội sông Mekong quốc tế cho dự án nhằm đạt được sự hiểu biết chung về các tác động xuyên biên giới của dự án và các biện pháp giảm thiểu phù hợp. Tại các cuộc tiếp xúc, Ủy ban sông Mekong Campuchia đã ghi nhận các quan ngại của phía Việt Nam về dự án và thông báo đang làm việc với các bộ ngành liên quan của Campuchia để chuyển tải các ý kiến của phía Việt Nam. Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã đề nghị Ban Thư ký Ủy hội hỗ trợ các quốc gia triển khai nghiên cứu về đánh giá tác động xuyên biên giới của dự án. Ban Thư ký Ủy hội đang khẩn trương tiến hành nghiên cứu độc lập về tác động của dự án, đặc biệt là các tác động xuyên biên giới, đề xuất các biện pháp giảm thiểu và giám sát tác động. Ngày 23 tháng 4, Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã phối hợp với Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong Quốc tế tổ chức cuộc họp tham vấn về dự án. Các đại biểu tại cuộc họp tham vấn đã nêu các quan ngại về dự án bao gồm các tác động của dự án đến tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong bối cảnh hàng mặn diễn ra ngày càng thường xuyên và khắc nghiệt hơn. Việc kênh đào Phu Nam Teco sẽ chuyển nước từ sông Bát Sát là phân lưu của sông Mekong, ra cảng kẹp, nằm ngoài lưu vực sẽ gây suy giảm tài nguyên nước tới đồng bằng, có thể gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế sản xuất của người dân địa phương và các hệ sinh thái tự nhiên, các thông tin chính thức do phía Campuchia thông báo là kênh đào Phu Nam Teko chỉ phục vụ mục đích giao thông thủy. Tuy nhiên, theo các thông tin của báo chí và phát biểu của lãnh đạo Campuchia, thì kênh đào còn phục vụ mục đích tưới nông nghiệp và phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nam của Campuchia. Chưa đủ thông tin về vận hành của ba cống âu thuyền thuộc dự án. Việt Nam cũng mong muốn Campuchia sớm cung cấp các thông tin và tham gia nghiên cứu chung về tác động của dự án và thống nhất các giải pháp giảm thiểu và giám sát tác động phù hợp. Bộ Tài nguyên và Môi trường Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế Campuchia và các quốc gia thành viên Ủy hội để thúc đẩy tiến độ thực hiện nghiên cứu về tác động của dự án, đề xuất các biện pháp giảm thiểu giám sát tác động và sẽ tiếp tục tham vấn tại quốc gia. Liên quan đến dự án kênh đào phù Nam teco của Campuchia, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 11 tháng 4, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ, Việt Nam ủng hộ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước ven sông Mekong, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của các cộng đồng người dân trên lưu vực, tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông. Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh đạo phù Nam Teko, đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin, đánh giá tác động của công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long để đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sinh sống trong lưu vực. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.